xin nhận bài ca khúc Còng số 8 dựa trên nền nhạc của Dòng Nhẫn Cưới. Xin các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúng giải anh đi gá to mà to kêu án án anh chừng hai cục mà thôi. Rồi từ sau có chuyến đi xa đi đến Cà Mau trong buổi chiều, em vui lắm phải không em? Thế nhìn xe tù lăng băng đưa anh về cái tàu Cà Mau. Em ơi, Cà Mau bây giờ nông trường khai phá, lao động khổ lắm em ơi. Làm sao có một lần trốn thoát, chắc anh chấp nhận chốn tù trở về cùng em. Ngày tháng cũng qua bao, chúng phát lên tha cho anh trở về. Bao năm cái tàu u minh, bây giờ anh được sung sướng. Chúng dạy anh đi ga to mà to kêu án án anh chừng hai cục mà thôi. Rồi từ sau có chuyến đi xa đi đến Cà Mau trong buổi chiều, em vui lắm phải không em? Chúng tù trở về cùng em, rồi từ sau anh ghé thăm em. Anh bắt gặp em trong vũ trường, em vui với kẻ cao xa, quên rồi lời thề hẹn ước. Sao bây giờ em đành phụ anh? Em vui với kẻ cao xa, quên rồi lời thề ước. Sao bây giờ em đành phụ anh? Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và subscribe kênh mình. Cảm ơn các bạn.